Đẳng cấp bản lĩnh của một người đôi khi không nằm ở tài năng, vẻ đẹp, mà chúng có khi lại ở mấy con pet mà họ nuôi. Thú nuôi giúp ta biết chủ vật nuôi có tính cách như nào. Người mộng làm hoàng tử thì nuôi ếch, mộng làm ninja thì nuôi búa, mộng làm đại gia thì nuôi gà. Những con trên thì vẫn còn non, đã là dân chơi thì phải nuôi rắn, hổ, sư tử các kiểu. Nhưng đỉnh nhất thì vẫn là nuôi cá sấu. Đơn giản thì vì bọn này nó thích chơi vũ hỏa, và chúng rất tệ trong việc phân biệt đâu là thức ăn và đâu là chủ của mình. Bất ngờ chưa bà già. Tuy là thế nhưng vẫn có nhiều người nuôi mấy bé này. Tuy hơi bất an và liều mạng, nhưng nếu mấy bé được chăm cho no và bạn thì may mắn thì không có nhiều vấn đề. Cá sấu là loài thay răng hàng năm, nên nuôi mấy bé này thì răng đeo ngập cổ. Trên video là cách khai thác răng cá sấu: lấy cục thịt đập văng răng, rồi bản lĩnh lấy cái răng, thế là có một cái vòng cổ xịn xò. Loại này chúng sống cùng với thời khủng long, sống sót qua cuộc đại diệt chủng. Giờ đây chúng chiếm trệ là loài bò sát lớn nhất thế giới. Chúng có thể nặng 1 tấn và dài 7 mét nếu là cá sấu nước mặn. Khiêm tốn hơn một chút, nặng 70 kg, dài gần 2 mét nếu là cá sấu nước ngọt. Tuy là có cơ thể cỡ vậy, nhưng chúng lại có thể nín thở gần 1 tiếng. 1 tiếng để mai phục thầm lặng dưới mặt nước, tạo sự bất ngờ ngay cả với con người. Vì những ưu điểm vượt trội như trên, rất nhiều người chọn ẻm nuôi làm thú cưng. Được vài hôm thì chán, xong đem ra hồ thả phóng sinh. Thật là một hành động nhân văn và đầy ý nghĩa. Nếu các bạn có ý hoặc đã nuôi một con gì đó thì mình biết một kênh YouTube chăm và nuôi ti tỉ các loài pet, chim, cò, rắn, cá, hễ con gì bò được cả đều nuôi. Ngoài review, kênh còn hay chia sẻ những kinh nghiệm chăm mấy em pet sao cho bé khỏe, bé ngoan. Các bạn có thể tìm bạn ấy trên YouTube hoặc TikTok với từ khóa bảo bé, hoặc truy cập vào đường link dưới phần bình luận.